Chị thấy là cái cách kiểm soát rất là kỹ lưỡng. Chị Chị cũng không ngờ mà trong nước kiểm soát kỹ càng chặt chẽ mà để phòng dịch mà như thế này, tại vì đây là chính mắt chị thấy. Bầu show Linh Phạm, một trong những nhà tổ chức show ca nhạc có tiếng nhất trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vừa trải qua một chuyến đi Việt Nam có 102 trong cuộc đời của bà. Chứng kiến những gì mắt thấy tai nghe khi đang có mặt ở Sài Gòn, tâm dịch lớn nhất ở phía Nam hiện nay. Bầu show Liên Phạm chia sẻ với khán giả Nửa Vòng Trái TV về chuyến đi nhớ đời này, cũng như những gì bà thấy được từ cách chống dịch của nhà nước Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Samsung Galaxy S21 Ultra, điện thoại có camera với độ phân giải cao nhất thế giới smartphone. Thật sự ra là chị cũng có tí công việc, thì dự định cũng cả gần 2 tháng trời rồi, cứ ngập ngừng. Và rốt cuộc thì chị quyết định chị phải vào Việt Nam vài tuần. Thì chị rời nước Mỹ là tháng 5 ngày 7. Khi chị tới phi trường Kennedy New York á, thì chị cũng chưa cũng không có biết là có luật mới hay là không, nhưng mà tới khi mà chị bước bay tới Korean thì nghe tất cả những người Việt đó trên máy bay đó thì chắc người ta có gia đình hay gì báo đó, thì người ta nói ô luật mới ra rồi là bây giờ phải là cách ly 21 ngày. Chị cũng chới với bàng hoàng, nhưng mà bây giờ biết sao bây giờ, tại chị dự định đi vào là chỉ có đúng một tháng thôi, thì chị đã chấp nhận là 2 tuần cách ly, tại vì thật sự cái đó cũng là sự an toàn sức khỏe của mình và mọi người. Chị đã chấp nhận như vậy thì mình chị vẫn còn có 2 tuần để làm việc, thì cũng 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 cái đó là cái sự xếp đặt mà chị đã dự định. Thì khi mà tới Đại Hàn mà biết như vậy rồi thì chị cũng nothing I can do, chị đâu có biết phải làm sao, thì cũng phải bắt buộc phải bay tiếp vô Việt Nam thôi. Thì tới Việt Nam thì thật sự là bữa tới Việt Nam á, là ở tại sân bay á, là bắt đầu là phát quần áo, là security cho bệnh, rồi xịt thuốc, rồi ôm sùm gì đó. Là từ đó đó là chị, tại vì khi mà ở bên Mỹ thì chị đã có lo hết rồi, là cái system là rước về khách sạn ở 2 tuần, đại khái là chị cũng đã lo liệu hết rồi. Thì xe bus với người nhân viên đó, thì khi mà chị lấy hành lý ra thì đưa thẳng vào trong khách sạn. Nó chỉ khác biệt là 2 tuần và 3 tuần, mà tất cả hồ sơ lý lịch rồi này kia thông qua là cho tới 3 giờ sáng chị mới về được tới khách sạn. Bước vô khách sạn thì coi như là 2 ngày sau là chị phải xuống test COVID lại. Rồi cứ ở trong phòng, lên phòng, rồi ở trong phòng. Nhân viên tất cả mọi thứ là nhân viên trong khách sạn, là người ta cứ để chết trước cửa cho mình, rồi gõ cửa, rồi chị mở cửa lấy đem vô thôi. Đó là nó như vậy. Thì coi như là tuần nào chị cũng phải test COVID hết á. Tuần nào cũng phải test hết á. Mà không được đi ra ngoài khỏi phòng. Một ngày á, là coi như là 3 bữa ăn. Thì cứ để trên cái ghế trước cửa phòng, gõ cửa, rồi chị lấy, rồi đem vô. Thí dụ ăn xong thì để ra ngoài cho người ta thôi. Chị chỉ rời được cái phòng khi mà người ta gọi đi xuống test, thôi đã sẽ xuống dưới lobby test lại thôi. Chỉ được đi như vậy thôi. Tất cả những người thân hay là ai muốn gửi gì, thức ăn hay làm gì cho chị thì phải gửi dưới tiếp tân, rồi tiếp tân đưa lên cho chị. Chị không được gặp ai hết trong 3 tuần lễ, chị ở trong một cái phòng thôi. Cuộc sống của chị cũng gắn bó với Nga, coi như là gắn bó với tất cả gia đình nghệ sĩ cũng trong nước cũng như ở ngoài hải ngoại. Đó là cái niềm vui của chị với chung quanh tất cả nghệ sĩ. Thì khi mà mọi người được biết chị đang bị cách ly như vậy á, thì ai cũng lo lắng.
điện thoại thét cho chị là chị có cần gì không, rồi ok, bất cứ một cái gì chị cần cũng cũng tiếp ứng cho chị hết. Thật sự ra là khi mà đi vô trong nước á, mà được một cái sự mà lo lắng chu đáo mà ân cần như vậy á, nó thật sự nó an ủi rất là nhiều. Vì vậy cho nên 3 tuần của chị ở trong một cái phòng á, nó cũng thoải mái lắm. Ngày nào cũng dùng dập thức ăn của tất anh em nghệ sĩ, người này người kia gửi tới, rồi bạn bè người thân đó. Đại khái là gì, chị phải nói mọi người phải ngừng lại tại vì chị ăn không có được nhiều mà bỏ thì uổng. Đại khái nó là như vậy. Cho nên chị tiện đây chị cũng thật sự là cảm ơn tất cả những anh em nghệ sĩ trong nước rất rất là nhiều, bạn bè người thân đã lo lắng cho chị thật sự là chu đáo. Rồi nhiều người thăm hỏi, rồi liên tục điện thoại thét nói chuyện với chị, thành thử ra làm cho chị cũng phấn khởi và cũng như thấy thời gian nó qua nhanh lắm. Có khi gọi cho chị nói chuyện cả nửa tiếng đồng hồ để cho chị đỡ buồn. Cái này cũng như là mình, cái sự mà an ủi với lại cái sự mà được mọi người ân cần lo lắng á, nó an ủi mình, mà cái đâm ra cho mình cảm thấy, chị cảm thấy là thoải mái rồi. Chị không có nghĩ tới cái thời gian là hôm nay là mấy ngày rồi, hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi, chị không có thời gian để chị nghĩ tới những cái vấn đề đó. Thành thử ra là đâm ra cái thời gian của chị nó chạy nhanh là như vậy. Là những 2-3 cái nhân viên mà làm ở trên cái lầu của chị đó, tức là mỗi lầu nó đều có một cái nhân viên riêng, mà theo như chị nghe những người đó nói á, là cũng như khi ta vào làm á, là ta phải ở trong đó luôn, ngủ ở trong đó luôn. Đó đó, đại khái vậy. Thời gian bao nhiêu lâu thì tại vì chị không có hỏi, thì người ta giúp chị để đẩy những cái vali của chị vô trong thang máy, rồi tự động một mình chị đi xuống dưới. Xuống dưới thì nó lại có một cái anh nhân viên á, thì trước đó thì phân desk tiếp tân nó có gọi taxi cho chị là coi là mình về đâu, thì nó đã gọi sẵn cái chiếc taxi đó đợi cho chị rồi. Thì cái anh nhân viên ở dưới lobby á, thì anh đẩy, anh xếp mấy cái vali lên xe taxi đó cho chị. Và khi mà lên chiếc taxi đó thì chị phải khai báo tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, về đến đâu. Đó, chị phải điền cái đơn đó trong khi chị lên trên chiếc taxi đó. Rồi chị về tới nhà thì chị cũng phải lên thẳng nhà, rồi tại vì đây là một cái căn hộ trong một cái building, thành thử đó chị cũng phải khai báo tại cái căn hộ đó là giờ nào chị về, giờ nào chị này lên thì nó mới cho chị lên. Bằng không even bây giờ nhà của mình nó cũng không cho. Đi vô là một tháng, bây giờ toàn bộ chị cách ly là một tháng, nhưng mà cái vé máy bay mà chị book hãng IVA đó thì đột nhiên bây giờ nó cancel, không có cho nhập cảnh ở Taipei. Thành thử toàn diện là cancel hết. Đâm ra bây giờ là chị phải book một cái hãng khác để mà transfer ở Dubai để về Mỹ. Thì chị lại có dư ra được một ngày rưỡi. Thì thay về chị về là ngày 5, bây giờ chị về là đêm ngày 6, tức là 1 giờ rưỡi sáng ngày 6. Thì chị chỉ có một ngày rưỡi thôi đó. Nếu mà là coi gặp được ai và như thế nào. Vậy thôi đó, thấy là Việt Nam làm rất là mạnh tay. Chị thấy là cái cách kiểm soát rất là kỹ lưỡng. Có thể một cái quốc gia như Việt Nam, người ta mỗi một nơi nó đều có một cái luật làm việc riêng. Nhưng mà chị thấy là nếu mà như lần này chị thấy đó, thì chị thấy Việt Nam kiểm soát rất là kỹ càng và rất là cẩn thận để mà bảo đảm cái dịch bệnh này không lan truyền cho người dân của họ, người dân trong đây. Đó là cái mà chị nhận thấy là nó như vậy đó.
Chị cảm thấy như vậy, tại vì cái gì chính mắt mình thấy á. Hồi trước chị nghe thì chị cứ nghe sơ sơ vậy thôi, chị cũng không có nghĩ mà trong nước mà cẩn thận mà cũng như là cũng như chị không biết nói làm sao, chị cũng không ngờ mà trong nước kiểm soát kỹ càng chặt chẽ mà để phòng dịch mà như thế này, tại vì đây là chính mắt chị thấy. Còn hồi đó thì mình chỉ nghe, mình nghĩ ô đâu có đến nỗi như vậy hay này kia này nọ, nhưng thật sự là chị thấy là một cái cách mà là trong nước kiểm soát rất là, thật sự là rất là kỹ càng, và nếu mà nói bảo đảm thì chị thấy cũng rất là bảo đảm. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau. Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước. Thì chị thấy là cái sức mình nó cũng không có còn được, cũng như là chạy tới chạy lui hay là nó hoạt bát như hồi như là 29 năm về trước là chị đã bắt đầu làm show rồi. Anh thử ra thì quyết định của chị là năm tới này thì chị tạm thời là cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà cố gắng thì có hai người em thì sẽ cũng như là nắm tay hợp tác để mà lo lắng những cái công việc mà chị em của chị là cố gắng làm sao mà để cho những cái chương trình show, những cái cho thật là hay rồi hoàn mỹ, để cho khán giả có những cái giờ phút thiệt là vui sau những ngày mà làm việc bận rộn, rồi cũng muốn đưa tầm mức cao lên cao của nghệ sĩ, cũng ca sĩ của mình, ca sĩ Việt Nam của mình lên, rồi đó là những cái mà tụi chị muốn hợp tác để mà đưa cái những cái chương trình nó có chương trình nó cao hơn